Thưa quý vị, chị Phương Anh ạ, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi thì trận chung kết giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra. Và vào giờ phút này có lẽ là 90 triệu người dân Việt Nam đang rất háo hức chờ đón một trận đấu hấp dẫn với các cầu thủ với một khát vọng sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games 30 lần này, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vâng, và vào sáng nay ngày 10 tháng 12 thì sắc đỏ đã tràn ngập trên nhiều con phố và sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Philippines để cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30. Và ai cũng hy vọng rằng đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta sẽ giành huy chương vàng sau trận đấu tối nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhanh của nhóm phóng viên Chào Buổi Tối trong sáng nay tại Hà Nội. Sáng sớm nay, vợ chồng bà An đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo cờ mũ để sang Philippines cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam. Không biết ngoại ngữ, vì thế để thuận tiện cho việc di chuyển và chắc chắn có vé vào sân vận động trong trận chung kết, vợ chồng bà An đã quyết định mua tour của một công ty lữ hành từ nhiều hôm trước. Đặt tour đi từ mấy hôm nọ và bán kết cái là đặt luôn rồi. Dự đoán là 2-0, 2-0 cho Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu sang Philippines cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, hôm nay công ty du lịch Red Tour đã thuê một chiếc máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines, đưa 200 khách sang Manila. Tinh thần rất là khí thế và nói chung là cả đêm không ngủ được, thao thức và trông chờ để là sang sân vận động để hô Việt Nam vô địch. Với một cái tiêu chí là luôn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thì mỗi một lần đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đi thi đấu thì đội tuyển đều có kế hoạch để làm ra cái chuyến chuyên cơ đưa cổ viên sang cổ vũ. Ngày hôm nay thì Hà Nội Tour tổ chức được gần 200 cổ động viên đi sang Philippines bằng một cái chuyến chuyên cơ riêng của Vietnam Airlines. Sáng nay nhiệt độ Hà Nội dưới 10 độ C. Thế nhưng, sức nóng của các cổ động viên Việt Nam đã xua tan đi cái giá buốt của mùa đông.